Tội ác đôi khi không phải là điều xảy ra ngay lập tức mà có thể là kết quả của những quyết định sai lầm tích tụ theo thời gian. Lần phạm tội đầu tiên có thể chỉ là một phút bốc đồng, một sự may mắn khiến cho kẻ phạm tội nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi mọi thứ. Nhưng tội lỗi không dễ dàng được che giấu mãi mãi. Và khi lần thứ hai đến, không còn may mắn nào để che chở, mọi thứ sẽ phải đối mặt với sự thật. Vụ án này chính là một ví dụ điển hình, nơi một hành động tưởng chừng như vô hại lại dẫn đến một chuỗi sự kiện mà chẳng ai có thể lường trước được. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh DMX. Dì Liêu, một nhân viên vệ sinh đã ngoài 50 tuổi, đã gắn bó nhiều năm với công việc dọn dẹp khuôn viên bệnh viện cấp 3 ở quận Hạc Thành, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam. Vào sáng ngày 29 tháng 4 năm 2016, như thường lệ, dì tới bệnh viện vào lúc 6 giờ để bắt đầu một buổi làm việc. Tay cầm một chiếc chổi quét, dì bắt đầu đi dọc theo các bãi cỏ ở gần các bụi cây, nơi thường rụng nhiều lá nhất. Khi vừa đến gần một bụi cây rậm rạp ở phía đông bãi cỏ, dì chợt bất chợt phát hiện ra một hình ảnh kỳ lạ lẫn giữa đám cỏ dại. Ban đầu, dì cũng không để ý nhiều. Dì nhận ra đó là một người phụ nữ với gương mặt tái nhợt, cơ thể trông như đã cứng đờ. Biết trước mặt mình hiện là một thi thể cho nên dì Liêu như đứng chôn chân tại chỗ. Đôi tay cầm chổi cũng bắt đầu run rẩy và một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Nhận thức được tình huống nghiêm trọng, dì lấy lại bình tĩnh, chạy về phía có người rồi kể chuyện mình vừa nhìn thấy cho họ nghe. Rất nhanh chóng, sự việc đã được trình báo lên cơ quan cảnh sát địa phương. Khu vực xuất hiện thi thể được dì Liêu cùng với một số người khác bảo vệ, đúng y như những gì mà cảnh sát đã dặn dò. Khoảng 6 giờ 15 phút cùng ngày, hai xe cảnh sát đã cùng với đội ngũ 5 nhân viên điều tra hình sự đã có mặt tại hiện trường. Một đám đông nhanh chóng được giãn ra để phục vụ cho công tác khám nghiệm khu vực. Khi đến nơi, lực lượng chức năng nhìn thấy thi thể của một người phụ nữ ở trong tình trạng bán khỏa thân nằm giữa đám cỏ dại. Nạn nhân nằm ngửa, hai tay, hai chân dang rộng và có ghi nhận nhiều vết chảy xước. Toàn bộ cảnh tượng này cho thấy có dấu hiệu của sự việc bất thường và có thể là một hành vi bạo lực tình dục. Áo của nạn nhân được kéo lên cao để lộ ra phần ngực. Phần ngực của nạn nhân có in hẳn dấu lằn tay, áo ngực đã bị vất vưởng ở trên ngọn cây ngay cạnh. Nạn nhân mặc một chiếc áo thun màu trắng, lấm đầy bùn đất. Xung quanh thi thể có nhiều vật dụng của nạn nhân bị rơi rải rác, bao gồm là một chiếc vòng cổ đã bị đứt, nằm vắt ngang trên cỏ, kính dâm bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, chiếc quần short denim và quần nội y đã bị xé rách và vứt một cách lộn xộn gần đó. Những dấu vết này càng làm tăng thêm giả thuyết rằng nạn nhân đã trải qua một cuộc tấn công mạnh bạo. Điều đáng chú ý là các vật dụng cá nhân thường mang theo bên mình khi đi ra ngoài như là ví tiền và điện thoại di động của nạn nhân không được tìm thấy, có khả năng chúng đã bị lấy đi. Không có giấy tờ tùy thân hay bất cứ thứ gì để có thể nhận dạng được nạn nhân tại hiện trường. Điều này đã đặt ra một thách thức lớn cho đội điều tra vì họ cần phải xác định danh tính của người phụ nữ để làm rõ nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến sự ra đi của cô. Lực lượng chức năng đã ngay lập tức phong tỏa khu vực và bắt đầu quá trình thu thập chứng cứ, chụp ảnh tại hiện trường từ nhiều góc độ để phục vụ cho cuộc điều tra sắp tới. Các bác sĩ pháp y đã tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể ngay tại chỗ, xác định rằng nạn nhân là một người phụ nữ khoảng từ 25 cho đến 30 tuổi, có chiều cao là khoảng 1m6, dáng người đầy đặn, ở trên cơ thể không có hình xăm hay là vết sẹo, vết bớt riêng biệt. Nạn nhân để tóc ngắn màu đen, trông phong cách và cá tính. Qua phân tích tình trạng cứng đơ của thi thể và mức độ phân hủy, họ nhận định là thời gian tử vong có khả năng nằm trong khoảng từ 11 giờ đêm ngày hôm trước, tức là ngày 28 tháng 4 cho đến 3 giờ sáng ngày hôm nay là ngày 29 tháng 4. Trong quá trình khám nghiệm, các bác sĩ pháp y còn trích xuất được mẫu tinh dịch nam giới còn sót lại ở trong âm đạo của nạn nhân, cho thấy nạn nhân có khả năng đã tiếp xúc gần gũi với hung thủ trước hoặc sau khi bị sát hại. Ở trên vùng cổ nạn nhân cũng có xuất hiện những vết bầm tím rõ ràng, vết bầm tím có hình bàn tay. Ngoài ra thì còn có hiện tượng chảy máu dưới da, điều này cũng khẳng định khả năng là cô đã bị tấn công trực tiếp vào vùng cổ. Qua các dấu hiệu tại hiện trường và phân tích pháp y, cảnh sát xác định rằng nạn nhân đã bị xâm hại tình dục, đồng thời điện thoại di động và các đồ đạc cá nhân của cô hiện cũng đã biến mất. Điều này cũng gợi ý về khả năng đây là một vụ cướp của rồi xâm hại tình dục. Tuy nhiên thì chi tiết trên khiến cho các điều tra viên có phần bối rối khi so sánh với bối cảnh nơi xảy ra vụ án. Hiện trường vụ việc nằm gần bệnh viện cấp 3, nơi có lượng người qua lại và hệ thống giám sát an ninh tương đối dày đặc. Đây không phải là một địa điểm dễ dàng ẩn nấp
hay kín đáo cho hành vi phạm tội, vì gần như là không có khu vực nào bị điểm mù. Điều này đồng nghĩa với việc hung thủ có nguy cơ cao bị phát hiện bất cứ lúc nào ở trong quá trình gây án. Việc chọn phạm tội tại một địa điểm đầy rủi ro như vậy chứng tỏ hung thủ có hành động liều lĩnh, không tuân theo tâm lý thông thường của tội phạm cướp của và hiếp dâm, vốn thường tìm kiếm những địa điểm vắng vẻ để tránh bị phát hiện. Cảnh sát nhận thấy rằng chân của nạn nhân không mang giày và trên khắp cơ thể, đặc biệt là các vùng thấp như là lưng, phía sau đầu, bắp tay và bắp chân có nhiều bùn đất bám vào. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nơi phát hiện thi thể không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Theo như phân tích thì có khả năng cao hung thủ đã tấn công nạn nhân ở một địa điểm khác rồi sau đó di chuyển thi thể đến khu vực này để phi tang. Tuy nhiên thì thời tiết tại hiện trường lại gây khó khăn thêm cho công tác điều tra. Những ngày gần đây, các trận mưa nhỏ liên tục rơi làm cho bùn đất lan đi khắp nơi, che giấu đi mọi dấu vết của dấu chân hay dấu bánh xe mà hung thủ có thể đã để lại khi di chuyển nạn nhân. Dù gặp không ít trở ngại, các nhà điều tra viên vẫn kiên trì trong cuộc tìm kiếm manh mối tại hiện trường. Sau khi thực hiện một cuộc khám xét quy mô lớn, họ chú ý đến một vệt lá rơi bất thường kéo dài dọc theo con đường dẫn đến bãi cỏ, nơi phát hiện ra thi thể. Vệt lá này có vẻ như là đã được tạo ra bởi sự di chuyển của vật nặng hoặc là một số sự kiện không bình thường, không phải là hiện tượng tự nhiên do gió hay mưa. Dọc theo các đường vệt lá, các điều tra viên nhận thấy rằng nó đã dẫn đến bức tường sát với sân cách đó không xa. Chi tiết trên hướng các nhà điều tra đến nhận định rằng đây có thể là dấu vết để lại từ quá trình di chuyển của thi thể. Bãi cỏ ở bên cạnh con đường có khả năng cao chính là hiện trường đầu tiên nơi vụ án mạng xảy ra. Tuy nhiên là ngay khi phát hiện ra manh mối quan trọng này, các điều tra viên đã phải đối mặt với một trở ngại lớn. Vào sáng sớm ngày hôm đó, một trận mưa đã trút xuống khu vực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiện trường. Mưa đã làm xói mòn, xáo trộn những dấu vết có thể giúp lần theo hành tung của nghi phạm. Cùng lúc đó, khu vực bãi cỏ, nơi người dân và nhân viên bệnh viện thường xuyên đi lại từ sớm, vô tình làm xóa nhòa nhiều chi tiết quan trọng, khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn nhiều lần. Đặc biệt là khu vực bãi cỏ thuộc khu vực giải trí của bệnh viện, nơi không có hệ thống giám sát an ninh lắp đặt, tạo thêm một thách thức lớn ở trong việc xác định nghi phạm. Không tìm thấy nhân chứng, cũng không có hình ảnh ghi lại hoặc bằng chứng trực tiếp tại hiện trường. Đội ngũ kỹ thuật gặp rất nhiều khó khăn ở trong việc thu thập những dấu vết mà họ cho là quyết định để nhận dạng nghi phạm. Từ phân tích hiện trường cũng như là hành vi của kẻ sát nhân, các nhà điều tra đã nhận định rằng kẻ sát nhân có thể là một kẻ tái phạm dày dặn kinh nghiệm hoặc là một kẻ mới phạm tội nhưng đã vô cùng may mắn. Hành động táo bạo, chọn một vị trí dễ bị phát hiện như là bệnh viện cho thấy hắn ta đã lên kế hoạch kỹ lưỡng hoặc là chỉ dựa vào sự liều lĩnh và may mắn. Mặc dù các dấu vết còn khá mập mờ, tuy nhiên một điểm sáng ở trong cuộc điều tra là việc tìm thấy các mẫu sinh học nam ở trên thi thể của nạn nhân, một chứng cứ quan trọng để có thể giúp lần theo dấu vết của nghi phạm. Các kỹ thuật viên đã ngay lập tức tiến hành trích xuất và phân tích các mẫu này. Mục tiêu trước mắt là đối chiếu với cơ sở dữ liệu tội phạm để xác định xem nghi phạm từng có tiền án tiền sự hay không. Quá trình kiểm tra đã cung cấp những thông tin đầu tiên giúp ta lần ra kẻ gây án. Đồng thời, song song với quá trình này, đội điều tra cũng bắt đầu khôi phục lại lộ trình di chuyển của nạn nhân trước khi bị sát hại. Họ cần hiểu rõ những hoạt động của nạn nhân trong khoảng thời gian gần nhất, ai cô đã gặp, nơi cô đã đến và bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hành vi của cô. Với tình tiết nạn nhân tử vong ở trong khuôn viên bệnh viện nhưng không phải là y tá hay bệnh nhân, các nhà điều tra đã suy đoán có thể cô là người nhà của bệnh nhân hoặc là cư dân sống ở gần khu vực này. Để lần theo dấu vết của nạn nhân, phương án tối ưu nhất lúc này đó chính là tập trung vào các đoạn video giám sát. Lực lượng chức năng đã phối hợp cùng với các bên liên quan để thu thập tư liệu từ hệ thống giám sát của bệnh viện và các camera an ninh từ các tuyến phố xung quanh. Vì khối lượng công việc chắc chắn là sẽ rất lớn, cho nên tổ chuyên án đã huy động thêm nhân sự để hỗ trợ. Các kỹ thuật viên phân tích từng khung hình nhằm tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự hiện diện của nạn nhân hoặc là bất kỳ đối tượng khả nghi nào di chuyển quanh khu vực trong khoảng thời gian từ đêm hôm trước đến rạng sáng ngày hôm sau. Quả nhiên là trong một đoạn video giám sát tại bãi đậu xe của bệnh viện, cảnh sát đã ghi nhận một manh mối mới. Theo đó thì vào khoảng 8 giờ sáng hôm 28 tháng 4, trong bãi đậu xe của bệnh viện, camera an ninh đã ghi lại hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đi sát cạnh nhau. Cả hai dường như quen biết và trò chuyện thân mật, khoảng cách rất gần. Điểm đáng chú ý là người phụ nữ nổi bật với mái tóc ngắn gọn gàng, cá tính, dáng người tương đối đầy đặn. Thêm nữa, cô ấy có phong cách ăn mặc
bao gồm chiếc áo trắng, quần short denim tối màu siêu ngắn. Khi phóng to hình ảnh lên hết cỡ, xét về ngoại hình cũng như là phong cách ăn vận của người phụ nữ xuất hiện cùng với người đàn ông ở trên màn hình camera giám sát, cảnh sát đã nhận định cô ấy rất giống với đặc điểm nhận dạng của nạn nhân. Lực lượng chức năng đã in ảnh của người đàn ông và người phụ nữ xuất hiện ở trên camera giám sát, bắt đầu dò hỏi tại khu vực bệnh viện với hy vọng thu thập được những manh mối gì đó về danh tính của họ. Trong quá trình thăm hỏi, cảnh sát biết được người đàn ông trong video giám sát tên là Phổ Huân, 37 tuổi, là một bệnh nhân đang điều trị tại khoa ngoại tại bệnh viện. Cảnh sát đã ngay lập tức có cuộc gặp mặt trực tiếp với Phổ Huân để tìm hiểu tình hình cụ thể. Phổ Huân vừa nhìn vào tấm ảnh và những thông tin từ phía cảnh sát, anh đã không kiềm chế được cảm xúc, liền bật khóc ngay lập tức. Cảnh sát đã trấn an Phổ Huân, sau khi lấy lại bình tĩnh thì anh đã chia sẻ với cảnh sát rằng cô gái ở trong ảnh chính là em gái ruột của mình, cô ấy tên là Phổ Huệ. Phổ Huệ năm nay vừa tròn 25 tuổi, vẫn chưa lập gia đình. Huân kể, mình nhập viện điều trị đã gần một tháng nay, trong khoảng thời gian này người em gái Phổ Huệ cũng thường xuyên đến thăm anh. Mỗi lần đến cô đều mua quà, nhưng không ở lại lâu, chỉ khoảng 10 cho đến 15 phút rồi rời đi. Phổ Huân cho biết giữa mình và em gái có mối quan hệ khá thân thiết. Gia đình có ba anh em, nhưng anh với Huệ hợp tính hơn, cô quan tâm anh hơn. Theo anh Huân thì vào buổi sáng ngày 24 tháng 8, Huệ lại đến, lần này cô ở lâu hơn. 7 giờ 40 phút ngày hôm đó, hai anh em có ra ngoài cổng ăn sáng rồi cùng nhau quay trở lại khoảng 8 giờ. Đó cũng chính là lý do vì sao họ lại xuất hiện ở trên màn hình giám sát tại bãi đỗ xe của bệnh viện. Phổ Huân không rõ là sau khi rời khỏi thì em gái mình đã đi đâu và tại sao lại gặp nạn ngay trong khuôn viên bệnh viện. Cũng theo anh Huân, hôm đó biểu hiện của Phổ Huệ hoàn toàn không có gì bất thường. Anh cũng không nhận thấy có đối tượng đáng nghi nào theo dõi cô. Để xác định rõ hơn hành trình di chuyển của Phổ Huệ trước khi bị giám sát, lực lượng chức năng đã quyết định đến thăm các cửa hàng và cơ sở kinh doanh ở quanh khu vực bệnh viện. Mục đích của cảnh sát là muốn thu thập mọi thông tin có thể, từ những nhân chứng từng nhìn thấy cô vào ngày xảy ra vụ án đến các chi tiết về hành vi của cô. Trong quá trình thăm hỏi, một số người nhà bệnh nhân ngồi trong khuôn viên bệnh viện cho biết họ quả thật là có nhìn thấy Phổ Huệ. Sở dĩ là mọi người đều nhớ đến Huệ bởi vì họ bị ấn tượng bởi phong cách thời trang của cô. Mọi người giải thích rằng khi nhìn thấy cô gái trẻ này đã lập tức chú ý bởi vì kiểu ăn vận của cô ấy đối với họ là không được mắt. Cô ấy mặc quần quá ngắn, trông không phù hợp với bối cảnh của bệnh viện. Một số người cho biết họ cảm thấy như Phổ Huệ biểu hiện bối rối và lúng túng khi rời khỏi bệnh viện, như thể là cô đang lo lắng điều gì đó. Đặc biệt là một số nhân viên tại cửa hàng gần đó nhớ lại rằng Phổ Huệ đã đứng ở ngoài cửa sau của bệnh viện một lúc, vừa đứng vừa nghe điện thoại, tay cầm một điếu thuốc hút dở. Một nhân chứng khác tiết lộ họ đã nhìn thấy Phổ Huệ xuất hiện ở trong con hẻm vào khoảng 3 giờ chiều ngày 28 tháng 4. Lúc đó thì Phổ Huệ cứ liên tục lắc đầu qua lại, đi đứng loạng choạng, có biểu hiện mơ hồ như thể là đang say rượu, không hoàn toàn làm chủ được hành động của mình. Chuỗi thông tin này đã khiến cho lực lượng chức năng vô cùng thắc mắc. Một người phụ nữ trẻ say rượu giữa ban ngày, đi đứng loạng choạng xung quanh khu vực bệnh viện. Cảnh sát đã tự hỏi, phải chăng là Phổ Huệ đã bị nghi phạm đánh thuốc hoặc là có tác động bằng cách nào đó? Cảnh sát sau đó đã gặp mặt gia đình nạn nhân, trong đó có người anh Phổ Huân khi trước. Phổ Huân tiết lộ anh hoàn toàn không rõ tại sao em gái mình lại lảng vảng ở quanh khu vực bệnh viện vào chiều ngày hôm đó. Cô ấy không vào phòng thăm và cũng không điện thoại thông báo rằng mình đang có mặt ở gần khu vực. Lúc được hỏi về những biểu hiện bất thường của Phổ Huệ thì Phổ Huân hơi ngập ngừng, dường như là không muốn chia sẻ. Tuy nhiên thì sau đó Phổ Huân cũng đã tiết lộ lý do. Phổ Huân thú nhận rằng em gái mình hơi ăn chơi, cô ấy không được lòng nhiều người bởi vì tính cách đanh đá và có tiền sử lạm dụng chất ma túy. Cách đây 5 năm, Phổ Huệ nghiện ma túy và bị cưỡng chế đưa vào trung tâm cai nghiện địa phương. Kể từ sau khi ra trại thì Phổ Huệ có sự thay đổi rõ rệt. Mọi người trong gia đình thấy cô ấy hoạt bát, trạng thái tỉnh táo. Phổ Huệ cũng thề rằng bản thân sẽ quyết tâm từ bỏ và hiện tại không còn dính líu gì tới thứ xấu xa đó nữa. Tuy nhiên mọi người xung quanh đều tin như vậy, nhưng Phổ Huân thì không chắc là em gái còn nói dối mọi người trở về con đường cũ hay không. Theo như đánh giá của Phổ Huân thì biểu hiện vật vờ của Phổ Huệ ở trong đoạn video giám sát ghi lại có khả năng là cô ấy đã sử dụng ma túy và biểu hiện này giống như là biểu hiện phê ma túy mà anh và gia đình đã từng bắt gặp nhiều lần từ Phổ Huệ trước khi cô ấy chính thức vào trung tâm cai nghiện. Việc phát hiện nạn nhân là người nghiện ma túy khiến cho vụ án trở nên phức tạp hơn nhiều. Phổ Huệ hiện tại thất nghiệp, sống dựa vào gia đình, lại từng có tiền sử xấu, không loại trừ khả năng là cô ấy có mối quan hệ xã hội thiếu lành mạnh.
từ đây, lực lượng chức năng cũng bắt đầu cân nhắc liệu rằng vụ án có phải là kết quả của một mối thù cá nhân hoặc là một vụ án vì tình hoặc tiền, hay là một câu chuyện khác phức tạp hơn với nhiều tầng ý nghĩa chưa được tiết lộ. Cảnh sát đã kiên trì theo dõi mọi di chuyển của Phổ Huệ trong suốt ngày hôm đó. Sau khi tổng hợp thông tin, cảnh sát đã có một chuỗi manh mối như sau. Vào khoảng 8 giờ sáng của ngày 28 tháng 4, Phổ Huệ đã rời khỏi bệnh viện dưới sự chứng kiến của anh trai và sau đó đã trở về nhà ở huyện Trung Phương. Điều này đã được người thân và hàng xóm xác nhận. Tuy nhiên thì đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, Phổ Huệ lại xuất hiện ở trong khu vực bệnh viện nhưng trong trạng thái khá kỳ lạ, có vẻ bối rối và mất phương hướng. Khả năng cao là do đã lạm dụng chất ma túy. Đáng chú ý là lần này cô ấy không vào phòng bệnh để gặp anh trai mà chỉ loanh quanh trong khu vực bệnh viện, như thể là đang tìm kiếm hoặc là đang chờ đợi điều gì đó. Ngoài ra thì cảnh sát còn thu thập được thêm manh mối khá quan trọng khác, đó là đến khoảng 21 giờ 53 phút 51 giây cùng ngày, Phổ Huệ lại một lần nữa xuất hiện ở gần bãi đậu xe của bệnh viện. Hình ảnh tại video giám sát cho thấy lúc này Phổ Huệ dường như đã lấy lại tỉnh táo. Cô ấy vẫn ăn mặc kiểu trang phục giống như lúc sáng, tay đeo một chiếc túi sách, di chuyển bình thường, không vội vàng hối hả và cũng không có dấu hiệu loạng choạng, mất kiểm soát như lúc chiều. Một chi tiết đáng ngờ khác là Phổ Huệ không hề ghé vào khu nội trú để thăm anh trai như những lần trước mà lại đi thẳng đến khu vực sau này người ta phát hiện ra thi thể cô. Đây cũng là lần cuối cùng cô xuất hiện trong các đoạn phim giám sát của bệnh viện. Không ai có thể biết được chính xác là điều gì đã xảy ra khi cô rời khỏi tầm nhìn của các camera an ninh. Câu hỏi lớn được đặt ra là Phổ Huệ đã đến khu vực đó để gặp ai và liệu người mà cô đang chờ có phải là một người quen biết hay người này có liên quan gì đến sự ra đi của cô hay không? Hay là kẻ đứng sau vụ án là một người lạ với mục đích và động cơ hoàn toàn khác? Việc này đã khiến cho cảnh sát phải đặt ra nhiều giả thuyết mới và bắt đầu điều tra sâu hơn về các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là với những người quen thuộc với khu vực bệnh viện và có thể biết rõ các điểm khuất tầm nhìn của hệ thống camera giám sát. Một mặt, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng địa bàn điều tra hiện trường vụ án để tìm ra manh mối mà hung thủ để lại. Mặt khác, huy động toàn bộ camera giám sát trong vòng bán kính 5 km xung quanh bệnh viện để sàng lọc các nghi phạm. Cảnh sát nhận định, kẻ sát nhân cho dù có xảo quyệt đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ để lại dấu vết. Sau nhiều lần xem lại các video giám sát xung quanh, một người đàn ông khả nghi đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 29 tháng 4, trong đoạn phim giám sát gần bệnh viện, xuất hiện một người đàn ông có vẻ ngoài khả nghi. Anh ta thỉnh thoảng vội vã tiến về phía trước, nhìn vào bãi cỏ của bệnh viện. Cảnh sát nhanh chóng tìm thấy người đàn ông đáng nghi trên và biết được anh ta tên là Lưu Bân Hào, 32 tuổi. Lưu Bân Hào là người địa phương, anh ấy là một công nhân ở một công trường gần đó. Hôm 29 tháng 4, Bân Hào đi đánh mặt trược cùng với nhóm bạn thân về khuya và đi ngang qua bệnh viện. Hào khẳng định một cách chắc nịch rằng mình không hề biết nạn nhân cũng như là việc gì đã xảy ra với cô. Gia đình Bân Hào có điều kiện kinh tế khá giả. Bân Hào đã có vợ con tại địa phương và không được đánh giá là một người chồng tốt, chưa khi nào gây ra chuyện lớn hay hành vi thiếu chuẩn mực với mọi người xung quanh. Trong quá trình điều tra về hành tung của Lưu Bân Hào, đêm ngày 28 rạng sáng ngày 29 tháng 4, lực lượng chức năng đã xác định Lưu Bân Hào hoàn toàn không có thời gian phạm tội. Lưu Bân Hào đã cùng với bạn chơi mặt trược xuyên suốt nhiều giờ đồng hồ sau bữa ăn tối. Sau khi rời khỏi nhà bạn, Hào đã đi bộ về nhà, đi ngang qua bệnh viện. Chỉ khoảng 5 phút từ lúc xuất hiện tại camera giám sát nói trên, hình ảnh của Hào đã được tìm thấy ở trên video giám sát gần nơi ở của mình. Vợ của Hào, Trương Hiệu Vân, xác nhận với cảnh sát, cô hoàn toàn không nhận thấy biểu hiện bất thường từ chồng tối ngày hôm đó. Với những bằng chứng trên, Lưu Bân Hào tạm thời được loại khỏi diện tình nghi của cảnh sát. Tính đến thời điểm hiện tại, những manh mối mà lực lượng chức năng tìm ra lại một lần nữa bị gián đoạn. Vậy rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vào đêm ngày 29 tháng 4 và ai có thể là kẻ đã sát hại Phổ Huệ? Thông qua cuộc điều tra, cảnh sát biết được rằng Phổ Huệ có quen biết với một người đàn ông tên là Vượng Khí Tài. Vượng Khí Tài là người yêu cũ và đã gắn bó với Huệ 3 năm, nhưng cũng là người đã đưa cô vào con đường nghiện ngập. Tài và Huệ đã bị cưỡng chế đưa vào trại cai nghiện. Hiện tại, Tài cũng đã trở về nhà. Nhà của Tài ở khu vực bệnh viện đâu đó chừng chưa tới 2 cây số. Với thông tin này, một câu hỏi lập tức đã được đặt ra, đó là phải chăng Phổ Huệ và Vượng Khí Tài có hẹn với nhau không? Tài và Huệ không đơn giản là quen biết bình thường, họ thậm chí là người yêu cũ của nhau và cùng nhau dính đến những rắc rối. Chính vì lý do này mà cảnh sát không thể nào khỏi chú ý đến Vượng Khí Tài. Ngay lập tức,
cảnh sát đã liên hệ với Tài để tìm hiểu tình hình. Nhưng cuối cùng, họ cũng đã loại Tài ra khỏi diện tình nghi bởi vì Tài đã rời khỏi địa phương, đi làm thuê ở một nơi khác đã gần 2 tháng nay. Thời điểm xảy ra án mạng, Tài không có mặt ở nhà. Cuối cùng, sau nhiều lần lục soát tỉ mỉ hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện ra một số vật chứng quan trọng trong đàm lá khô tại một lùm tre nhỏ cách hiện trường không xa. Những đồ vật đáng ngờ bao gồm một chiếc điện thoại di động và một tấm chứng minh nhân dân mang tên Tạ Cường, 23 tuổi, quê quán tại huyện Trần Khê, thành phố Hoài Hóa. Với thông tin từ chứng minh nhân dân, cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành tra cứu lý lịch và tìm kiếm thêm thông tin có liên quan đến Tạ Cường. Lúc này, lực lượng chức năng đặt ra câu hỏi về khả năng Tạ Cường có thể là nghi phạm. Nếu anh ta thật sự là kẻ sát nhân, thì liệu anh ta có thể để lại chứng minh thư của mình ở hiện trường một cách bất cẩn như vậy không? Ngược lại, nếu anh ta vô can, thì tại sao lại không quay lại tìm khi phát hiện đã mất giấy tờ tùy thân? Câu hỏi này đã đẩy cảnh sát vào tình huống đầy mâu thuẫn. Liệu đây có phải là sai sót ngẫu nhiên của hung thủ hay là một cái bẫy nhằm đánh lạc hướng điều tra? Trong lúc đang tìm hiểu về Tạ Cường, thì cảnh sát đã có một manh mối quan trọng từ phòng kỹ thuật. Thông qua công tác đối chiếu, một bộ phận kỹ thuật bất ngờ phát hiện mẫu sinh học nam giới trích xuất được từ âm đạo của nạn nhân Phổ Huệ trùng khớp với mẫu sinh học được ghi nhận từ một vụ án trộm cắp xảy ra tại Tuyền Châu vào cuối năm 2013. Vụ trộm đó được người dân trình báo lên cơ quan chức năng. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát Tuyền Châu tỉnh Phúc Kiến đã thu thập được một mẫu tàn thuốc có chứa DNA của nghi phạm. Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra sâu hơn, cảnh sát Tuyền Châu vẫn tạm thời không thể xác định được danh tính của nghi phạm vì không có dữ liệu DNA trùng khớp ở trong cơ sở dữ liệu tội phạm lúc bấy giờ. Việc thông tin DNA của nghi phạm trong vụ án trộm ở Tuyền Châu vào năm 2013 và thông tin DNA ở trong vụ án mạng tại thành phố Hoài Hóa trùng khớp nhau, cho thấy hai vụ án này đều cùng một người thực hiện. Hiện tại thì lực lượng chức năng vẫn đang tập trung điều tra về đối tượng tên là Tạ Cường, người đã đánh rơi chứng minh thư tại khóm tre nhỏ cách hiện trường vụ án không xa. Cảnh sát Hoài Hóa đã nhanh chóng phát hiện ra Tạ Cường tuy sinh ra ở Hoài Hóa nhưng có một thời gian anh ta đã sống ở Tuyền Châu. Nhưng kể từ năm 2013, Tạ Cường đã không trở lại Tuyền Châu lần nào nữa. Hiện tại, Cường vẫn đang sống ở Hoài Hóa. Cảnh sát tin rằng lý do Tạ Cường rời Tuyền Châu là vì muốn lẩn trốn sau vụ trộm cắp năm 2013. Sự trùng lặp của hai thông tin về vụ trộm ở Tuyền Châu và vụ án mạng tại Hoài Hóa cho thấy Tạ Cường đã rất bất cẩn trong việc che giấu dấu vết của mình. Đây rõ ràng là một hành vi tái phạm tội và đúng như suy đoán trước đó, Tạ Cường là một tên tội phạm với kinh nghiệm dày dặn. Sự bất cẩn của Tạ Cường vô tình khiến cho cảnh sát lại có thêm cơ sở để tiếp tục điều tra. Không lâu sau, cảnh sát đã tiến hành xem xét các video giám sát ở quanh khu vực bệnh viện, nơi vụ án xảy ra ở nhiều góc độ khác nhau. Qua đó thì cuối cùng họ đã phát hiện ra bóng dáng của Tạ Cường xuất hiện ở gần hiện trường vụ án vào thời điểm vụ việc diễn ra. Điều này cũng đã làm củng cố thêm nghi ngờ rằng anh ta có liên quan mật thiết đến vụ án mạng của Phổ Huệ. Cảnh sát cũng đã bí mật đến khu vực mà nghi phạm sinh sống, dò la thông tin và biết được Tạ Cường hiện vẫn độc thân, sống dựa vào gia đình, tuy có công việc nhưng công việc không ổn định, thỉnh thoảng lại báo nợ cho bố mẹ. Tạ Cường trong mắt mọi người là một thanh niên không tốt lành gì, anh ta luôn có những ánh nhìn nham hiểm đối với nữ giới, đặc biệt là với những nữ sinh với ngoại hình ưa nhìn. Chính vì vậy mà đa số những người dân sống gần đó đều tự ý thức phải dè chừng khi nhìn thấy Tạ Cường. Tính đến thời điểm hiện tại, Tạ Cường đã trở thành đối tượng tình nghi số 1. Cảnh sát biết rằng Tạ Cường là một tên tội phạm gian xảo và không dễ đối phó nên không hành động ngay lập tức. Để không làm Tạ Cường cảnh giác, lực lượng chức năng đã áp dụng chiến thuật bí mật, răng lưới để theo dõi từng bước đi của nghi phạm mà không để cho anh ta biết. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã giữ kín mọi động thái của mình, không tiết lộ bất kỳ thông tin nào để làm lộ kế hoạch. Điều này đã giúp cho họ tiếp cận gần hơn với mục tiêu mà không gây ra sự nghi ngờ từ phía Tạ Cường. Vào khoảng 7 giờ tối, ngày 30 tháng 4, nghi phạm hình sự Tạ Cường đã bị bắt giữ khi đang ngồi một mình ở trong góc của một quán cà phê Internet. Lúc bị bắt, Tạ Cường đang dường như rất phấn khích với đoạn phim nhạy cảm ở trên màn hình máy tính. Khi lực lượng cảnh sát Hoài Hóa bao vây và bắt giữ, Tạ Cường thể hiện biểu cảm bất ngờ nhưng không có sự kháng cự mạnh mẽ. Với việc bắt giữ nghi phạm, chỉ sau 36 giờ điều tra và theo dõi, cảnh sát đã hoàn thành một chiến công nhanh chóng và hiệu quả. Sau khi tiến hành so sánh DNA từ âm đạo của nạn nhân với mẫu sinh học thu được từ Tạ Cường, cảnh sát càng chắc chắn hơn suy đoán Tạ Cường là hung thủ. Đối mặt với những chứng cứ không thể chối cãi, Tạ Cường không còn cách nào khác để phủ nhận hành vi của mình. Tạ Cường khai rằng
mình không hề quen biết với nạn nhân và vụ án xảy ra là hoàn toàn vì sự bốc đồng. Tạ Cường cho biết, vào đêm ngày 28 tháng 4, hắn cùng với một nhóm bạn bè cùng nhau ăn thịt nướng ngoài trời và uống rất nhiều rượu. Cả nhóm đã có một buổi tối khá vui vẻ, nhưng khi mọi người dần rời đi thì Tạ Cường vẫn ở lại và tiếp tục uống thêm. Sau khi chia tay bạn bè, hắn ta bắt đầu lang thang một mình, mơ màng vì ảnh hưởng của rượu. Khi đang đi trên đường, Cường bỗng thấy có nhu cầu đi tiểu gấp. Đứng ở trên đường thì không tiện cho lắm, không thể nhịn được nữa, Cường đã trèo qua hàng rào vào trong khu đất nhỏ nhiều cây cối thuộc khuôn viên bệnh viện. Sau khi giải quyết xong nhu cầu thì cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến. Mặc dù không có ý định ngủ lâu, nhưng Tạ Cường đã thực sự gục ở trên bãi cỏ, không ý thức được thời gian và hoàn cảnh xung quanh. Khi giật mình tỉnh dậy thì Cường nhận ra mình đang nằm trên bãi cỏ ở trong khu đất nhỏ của bệnh viện. Đầu óc vẫn còn lâng lâng vì tác động của rượu, hắn sờ vào túi quần và lập tức nhận thấy điện thoại di động của mình đã mất. Cảm giác lo lắng và bối rối khiến cho Cường bắt đầu lục tìm xung quanh, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình ngủ thiếp đi. Khi tìm kiếm xung quanh khu vực, Cường bất ngờ phát hiện ra một người phụ nữ đang ngồi ở trong một băng ghế gần đó. Người này không ai khác, chính là Phổ Huệ. Điều khiến cho Cường ngạc nhiên hơn là cô ấy đang cầm một chiếc điện thoại di động trông rất giống với của mình. Trong cơn bực bội và tức giận, Cường không suy nghĩ nhiều nên đã lập tức cho rằng Phổ Huệ đã lấy trộm điện thoại của mình trong lúc mình đang ngủ say. Phổ Huệ khi đối diện với sự công kích của Tạ Cường đã không giữ được bình tĩnh, cô ấy dường như là phê thuốc, đầu óc mơ màng, đứng loạng choạng. Lời buộc tội của Tạ Cường không khỏi khiến cho Phổ Huệ bùng lên cơn tức giận. Cô không còn kiềm chế bản thân và trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, cô đã thách thức Tạ Cường bằng những lời lẽ chua chát. Cô nói, anh vừa mới uống rượu xong, còn tôi mới hít thuốc xong, anh còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình khi đang say không? Hả? Dám sỉ nhục tôi là con đĩ, rồi còn buộc tội tôi một cách vô cớ như thế. Anh có biết tôi là ai không? Mối quan hệ xã hội của tôi rất rộng, tôi có thể dễ dàng ngấu nghiến anh chỉ trong vòng một nốt nhạc đấy, có tin không? Cả hai bắt đầu có những lời lẽ cay nghiệt với nhau, khiến cho không khí càng trở nên căng thẳng. Lúc này thì mọi lý trí, mọi suy nghĩ tỉnh táo của Tạ Cường đều bị cảm giác tức giận và bức xúc chi phối, không thể chịu nổi giọng điệu có phần kiêu ngạo của đối phương, Tạ Cường đã sáp lại gần. Trong cơn tức giận, hắn ta đã tóm lấy cổ của Phổ Huệ, dùng hết sức lực bóp chặt đến mức để cô khó có thể thở nổi. Lúc này, Phổ Huệ ở trong tình trạng yếu ớt, không thể phản kháng, chỉ còn biết dãy dụa vô vọng. Cái cảm giác bị bóp nghẹt khiến cô dần mất đi sức lực và bắt đầu rơi vào trạng thái bất tỉnh. Khi Tạ Cường thả tay ra thì cũng là lúc Phổ Huệ đã không còn cử động nữa. Tạ Cường nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, không thể hiểu được mình đã làm gì. Cơn giận dữ đã khiến cho hắn ta vượt qua mọi giới hạn, không chỉ làm tổn thương người khác mà còn tự hủy hoại chính mình. Hành động của Tạ Cường sau khi tỉnh táo lại càng thêm tàn bạo và vô nhân tính. Khi nhận ra mình vừa phạm tội, hắn ta không hề cảm thấy ân hận hay sợ hãi, mà chỉ đơn giản là tiếp tục hành vi đáng sợ của mình. Kéo thi thể của Phổ Huệ vào bụi rậm, hắn ta nhìn thấy cô trong trạng thái nhếch nhác, một cái nhìn khiến cho hắn ta không kiềm chế được bản thân. Ý nghĩ xấu xa đã nổi lên trong đầu Tạ Cường và hắn quyết định xâm hại Phổ Huệ, mặc dù lúc này cô chỉ còn là một thi thể. Cường hành động một cách nhanh chóng, hắn cởi áo ngực, kéo áo thun, tuột quần nội y và quần short ngắn của nạn nhân, lao vào người Phổ Huệ như một con thú hoang. Hắn ngắt nhéo thi thể, làm đủ mọi cách, như thể chưa lần nào được tiếp xúc với cơ thể nữ giới. Thực tế thì Cường đã từng mua dâm nhiều lần, hắn ta đã xem nhiều đĩa phim khiêu dâm, cho nên có những hành vi khá biến thái đối với Phổ Huệ. Sau khi trèo qua bức tường ở phía bên kia và rời khỏi bệnh viện, Tạ Cường không hề để lại dấu vết gì. Hắn đã muốn quên đi mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng những hành động tàn bạo này sẽ không dễ dàng bị chôn vùi trong bóng tối. Trong quá trình bỏ trốn, Tạ Cường đã tỏ ra vô cùng tỉnh táo và cẩn trọng. Hắn đã cố tình chọn một con hẻm vắng vẻ, nơi không có camera giám sát, nhằm giảm thiểu khả năng bị theo dõi. Mỗi bước đi của hắn đều có tính toán kỹ lưỡng, tránh những khu vực dễ bị phát hiện. Cường khi đó mặc một chiếc áo khoác, nhưng thay vì mặc đúng cách, hắn đã lật ngược áo khoác từ trong ra ngoài để tạo ra một diện mạo khác biệt, khiến cho người khác không thể nhận diện ngay lập tức. Sau khi đã thay đổi diện mạo, hắn tiếp tục đi bộ một mạch về nhà. Khoảng thời gian sau đó, Tạ Cường đã cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng mình sẽ không để bị bắt dễ dàng, nhưng không ngờ cảnh sát lại nhanh đến vậy. Sau khi điều tra kỹ hơn về Tạ Cường, cảnh sát biết được rằng Tạ Cường là con trai duy nhất ở trong một gia đình có nhiều chị em gái. Bố mẹ của Cường với tư tưởng trọng nam khinh nữ đã luôn cưng chiều Cường khi còn nhỏ, và chính sự bao bọc không khiển trách đòn roi mỗi khi Cường phạm lỗi đã khơi nguồn cho tính cách ngạo mạn, hung hăng và coi thường người khác. Ở trường,
Cường ăn hiếp bạn bè và tự cho mình có quyền làm điều này. Cường không thông minh, đạo đức không tốt, làm việc gì cũng không ra hồn. Hết lần này đến lần khác, hắn thay đổi công việc. Nếu không phải là do làm việc chềnh mảng thì cũng là do gây gổ với đồng nghiệp hoặc là bật lại chủ. Vào năm 2013, khi đang làm công nhân tại Tuyền Châu, Phúc Kiến, Cường bị bạn bè lôi kéo vào trò đỏ đen dẫn đến nợ chồng chất. Sợ bị xã hội đen đánh đập, nếu như không trả đúng hạn, Cường đã quyết định làm liều. Một đêm khuya, hắn đột nhập vào nhà của một người phụ nữ có chồng đi làm xa. Hôm đó cô ấy cũng đi đâu không có nhà. Tuy vụ đột nhập chót lọt, nhưng Cường lại để lại manh mối là tàn thuốc tại hiện trường. Sau khi lân la thăm dò, cảm thấy tình hình không ổn, cho nên Tạ Cường quyết định nghỉ việc tại Tuyền Châu, quay trở về quê hương để trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát. Cảm thấy may mắn một lần sẽ khó có lần thứ hai, cho nên Cường không dám thực hiện thêm bất cứ vụ trộm cắp nào nữa, mặc dù hiện tại tình hình kinh tế cũng khá ngặt nghèo. Hiện tại, Tạ Cường vẫn ăn bám cha mẹ vì không có điều kiện, lại thêm những điều tiếng không tốt, cho nên không quen được cô gái nào. Bản thân Cường thừa nhận với cảnh sát rằng cũng không thể nào tin được mình lại tiếp tục gây nên tội chỉ vì hậu quả của một lần chén chú chén anh vô độ cùng với bạn bè. Tạ Cường liên tục thể hiện sự hối lỗi của mình trước cảnh sát, nhưng trường hợp của Cường rất nghiêm trọng bởi có rất nhiều tội danh. Tạ Cường đã sát hại Phổ Huệ bằng cách bóp cổ nạn nhân cho đến khi cô ấy bất tỉnh, rồi cưỡng hiếp thi thể của cô ấy trước khi giấu xác. Hành vi tàn bạo của Tạ Cường, đặc biệt là sau khi nạn nhân đã tử vong, cộng với việc hắn cố tình che giấu hiện trường và trốn tránh pháp luật, đã làm mức án trở nên nghiêm khắc hơn. Trong phiên tòa trung thẩm, Tạ Cường bị tuyên án tử hình vì tội giết người hiếp dâm và xâm phạm thi thể. Tạ Cường là một thanh niên có vẻ ngoài bình thường nhưng bản chất lại ẩn chứa sự tàn nhẫn và ích kỷ. Mặc dù từng có tiền sử phạm tội trộm cắp, hắn ta không hề có dấu hiệu của sự hối hận hay cải tà quy chính, mà ngược lại, những hành vi sau đó cho thấy một con người không có lòng thương xót. Từ việc sát hại một người vô tội trong cơn say và bốc đồng đến việc thực hiện xâm hại thi thể rồi dửng dưng bỏ đi, Tạ Cường dường như đã mất nhân cách một cách nghiêm trọng. Vụ án này cũng là một lời cảnh báo quan trọng về việc cần phải thận trọng hơn khi đi ra ngoài, đặc biệt là vào ban đêm. Đặc biệt là đối với nữ giới, việc đi lại một mình ở trong những khu vực ít người hoặc là không có ánh sáng đầy đủ có thể sẽ là mối nguy hiểm tiềm tàng. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ của vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho tụi mình biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé!